Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giê-xu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ, còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giê-xu, ông lấy dấu là nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giê-xu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giê-xu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-xu đã nói. Trong lúc Đức Giê-xu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giê-xu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người.